người điều khiển xe ô tô hiệu Volvo mang biển kiểm soát 89C20906 là anh Bùi Văn Đô, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, do chạy với tốc độ cao đến ngã tư quán cà đi Dân Tiến đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 81FA3742. Trên xe có hai người quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Hậu quả, hai người trên xe mô tô chết tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, xe tải chở cát này không có phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải. Thời gian qua, bất chấp dư luận, luật pháp, thực trạng những xe tải chở cát trên địa bàn huyện Khói Châu đã để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây bức xúc trong nhân dân.